Ê, các bạn mới làm hang vịt xong á, giờ chặt chặt vịt nấu phơi môn ha, nhúng hả, nấu chao hả, chao trong phơi môn. Ê, con vịt tươi đã hả, lòng con quá trời lòng con, nhổ hơi bị phê luôn, nhổ sạch còn chút đỉnh nhưng mà phê quá rồi, không sao. Còn... quá trời lông con rồi thôi. Chuẩn bị chặt để nấu chao á, lấy ra ngày chủ nhật đi. Okay. Úp chao em hả, bỏ chao úp hả? Quá trời luôn, hai con thịt gì vậy? Thịt tươi cũng ngon ha, chao nước mắm đường bột nêm là xong. Chao cho nó săn xong rồi đổ nước dừa vô là xong, có món nhậu ngay đây. Ba dĩa thức canh đó các bạn, bữa nay là nhậu má la nữa rồi. Yummy yummy. Đấy, chín rồi các bạn. Ôi, dồn yummy quá hả? Bé đi rớt mà thằng niên nó vợ nó không cho đi thì thấy ra. Ồ, cái này nhậu má la luôn, vịt tươi nhổ lông rồi ha, rõ rồi mà nó không thấy mention là bé chắc là tối vợ bị vợ quýnh niên bị vợ quýnh rồi, bữa nay không tham gia nhậu được. Món ngon muốn độc chiêu không. Cây nhà lá vườn rau bức ở ngồi vô chỉ còn một vài lần nữa là hết rồi, lạnh quá lạnh rồi các bạn ơi, tạm biệt mùa hè rồi, bye bye mùa hè rồi. Vào mùa đông dạ. Yeah, thì đi giữ cho. Vietnamese pizza. Ở đây đi vô miếng thì lâu ăn nước canh nó ngon. À, vô ăn cái mà các bạn cái này quất ăn miếng long tam luôn. Nói ảnh mình trúng dịch, ảnh nói ảnh tưởng mình trúng số thì mình nói mình trúng dịch. Ngoan quá. Chỉ đi làm gì vậy chị nói, ủa chị nói với đi quất với đi quất. Mình tưởng là trúng mánh cái gì, ai à, ngờ chị nói trúng trúng mánh dịch. Thế là anh đi làm. Làm bốn. Làm đâu làm, ông nhổ lông con cho mi với ông cắt thịt thôi, ông mà làm tôi cùi á. À, mà các bạn mới ăn, cực khổ nhưng mà ăn thì nó ngon. Chứ ăn đồ ăn nhà này ăn cái đồ. Bữa nay món bữa nay món thứ dữ mà không có ăn nghiêng là biết tối qua bị vợ quýnh à. Quậy quậy bi sao vợ quýnh à. Ông chỉ thích ăn bự ăn lẹ quá, rố ăn lẹ thì chứ. Ông nấu mệt không ăn nhiều hơn Phương. Ăn tối ăn có sức. Này giờ hấp dẫn nha. Cái gì mà vịt tươi á, ăn mới ngon. Cái nhiều kia cái mua vịt super to gì á, ăn người ta quá à. Không có gì đâu, ngon lắm. Đó, vịt tươi cũng ngon.
Ba con có dự tính chừng nào qua không? Con năm, chắc năm tới. Ồ, năm tới. Giờ này á lạnh rồi. Hôm bữa ông tính qua mà anh Dũng anh đi về Việt Nam thì ông không qua. Còn đi Nam con đâu ghé thăm già con không á. Con đâu có thời gian. Về mấy tuần hai tuần. Con về có 6 ngày. 6 ngày gái hết 3 ngày rồi bây giờ. Đúng rồi, gái hết 3 ngày sao anh mới chuẩn thế? 3 ngày làm việc còn 3 ngày dành cho em kia. Bữa nay gái gái không. Làm nhưng mà ham ba cái đồ ý đó lắm. Ủa, thức canh đã ăn cũng hết rồi. Dịch ăn cũng hết rồi, giờ thèm chả phải ăn chả nữa thôi. Có người bữa nay bị vợ quýnh. Thiếu thằng mập. Thiếu, bị vợ quýnh là không qua được. Thường thường nó sung lắm mà bro. Super sung. Nhớ mình là nó sung nhất luôn ha. Nó sung mà bữa nay nó vắng mặt là biết có vấn đề rồi. Một là vợ quýnh, hay là nó quýnh vợ. Chắc bị vợ quýnh quá. Vợ quýnh à. Con bà kè nó không á. Ồ này còn chả mà còn mấy miếng trứng quét quét nữa, ok luôn ha. Vợ tôi bỏ ăn trứng nhiều quá nhỉ. Vợ tôi bỏ cổ nông xuống luôn. Nhớ không hồi kia mình lâu quá cái mình câu đầu cá chép rinh về cái trứng tươi bỏ vô ăn lẩu á, lo ăn trứng không chút xíu nó nằm à. Dạ, nó không xuống luôn á. Đây nó chắc béo quá. Đó. Yeah. Yeah. Chủ yếu mình làm cái trứng đó là cho cái nước thấm của mình nó đi vô cái dầu cho nó không có... Ôi, bữa nay là ngày Chủ nhật, thư giãn, anh em nhiều đây thôi. Tức canh, dịch nấu chao. Cuối cùng là món chả cá, đưa cây thôi. Dạ, hết à? Dạ. Này con ghi. Mỗi người mấy lon, 5 lon à? Nói tại hồi tối qua là mình uống nhiều quá mà về mình ngủ. Ngủ hết bia luôn á. Hỏi đâu? Hết bia luôn á. Đồ còn chứ. Đồ hết bia luôn bro. Hỏi không? Hết bia mấy gì vậy? Ồ dữ luôn hả? Thằng Thảo đem lại 24 á. Vậy cũng hết luôn á. Ồ dữ luôn. Xùng quá hèn chi. Mình ngu luôn à. Ngu luôn. Ok các bạn. Bye bye. Tôi lúc về bà này chạy xe mình ngồi. Nó bị phốt ở trong rồi. Giống sao? Là nghĩa là sao? Bị lạnh, nhưng mà không sao. Hey, các bạn, thấy không? Ồ, nhậu, ta lã tôi lỗ hết bây giờ mới ra vườn mình bắt đào nhà nha. Đào nhà luôn á. Tự dưng hồng mà kêu đào. Hồng, hồng. Thu quá, lát giờ lát má mà kêu càng là em. Cái gì ông? Hồng, sorry. Tự dưng kêu đào. Lát mẹ mà kêu em. Anh nhớ là bé trên tên Đào. Đừng có lộn nghe bạn. Lát mẹ đừng kêu em nha. Chết mẹ luôn. Không, mình nói nghiêng. Bà mẹ nghiêng bây giờ. Đào non anh cũng ăn luôn nè. Không. Không. Không, không, không chứ. Tự dưng nói Đào. Quên anh nhớ em bé trên tên Đào á. Phương. Phương. Em muốn nhắn gì cho thằng Nguyên không? Nói giờ. Sao đó, hôm nay không qua bên đây. Nhà có thích canh vịt, giờ này có hồng vặt ở tại vườn đấy đây. Vặt tại vườn. Mẹ. Vặt tại vườn. Vặt tại vườn. Đây thử. Ồ nó phải ăn kìa. Đây. Thì dạ. Nói thiệt chứ mình thật sự cây già lá vườn mình cũng không có muốn quay làm về nhưng mà bực bội quá phải quay chút xíu thôi. Phải ăn thử đấy. Thế nào? Đó, ăn thử. Thì giờ ngọt. Mặn bây giờ. Nghe chưa bạn? Chưa. Trời. Mặn bây giờ. Để từ ngâm cho cái này. Ok rồi. Đi ăn thử nó còn chát không? Không chát. Không chát hả? Không chát hả? Ồ vậy ok rồi. Vậy là ngày mai là mai tới mình đã thấy được rồi. Thấy trên đồ đó. Đó đúng rồi. Ngọt quá. Cái nhánh đó nãy con sóc nó ăn một miếng luôn. Ồ hèn chi. Bẻ ngay cho nó.
Hèn chi hai chị em mày biết chỗ. Không dám đâu bạn. Bạn đâu đi đâu, hỏi bà Phương coi, tôi nói bên đây, bên đây, ngay chỗ đây. Bà nói sao đi bên đây chị.